Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cơm Camera. Các bạn thân mến, gần đây trên page ASEAN Skyline đã xuất hiện một bài viết về đảo Phú Quốc của Việt Nam như sau. Phú Quốc chính thức vận hành tuyến 220 kV vượt biển. Đây là tuyến truyền tải vượt biển 220 kV dài nhất Đông Nam Á, với tổng chiều dài hơn 80 km từ Kiến Bình đến Phú Quốc. Được biết, Phú Quốc kết nối với lưới điện quốc gia năm 2014 với cáp treo dưới biển 110 kV. Dự án bao gồm dự án cáp ngầm 110 kV dọc biển Hà Tiên, Phú Quốc với chiều dài 58 km. Năm 2022, lượng khách đến Phú Quốc rất đông, nhu cầu sử dụng điện của người dân và du khách tăng cao, nên các điểm, khu du lịch nổi tiếng trên đảo phải sử dụng máy phát điện để chạy thêm. Công trình này có tầm quan trọng và chiến lược để phát triển kinh tế xã hội Phú Quốc đến năm 2030, tầm nhìn 2040. Đây quả là một tin vui đối với sự phát triển của đảo Phú Quốc. Bạn bè Đông Nam Á đều chúc mừng nhiệt tình. Tuy nhiên, những người bạn láng giềng Campuchia có vẻ lại tỏ ra cay cú và cố chấp thứ không thuộc về mình, vẫn khăng khăng cho rằng đảo Phú Quốc là của Campuchia. Sự cố chấp và kiến thức hạn hẹp của một số bạn Campuchia khiến cho những người bạn trong ASEAN và Việt Nam phải lên tiếng. Video này được làm với mục đích để cho mọi người thấy được góc nhìn khác nhau trong ASEAN, không có mục đích chia rẽ. Vì vậy, mọi người hãy xem xét vấn đề một cách tích cực và giải trí nhé. Cụ thể những bình luận đó như thế nào thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ. Là một công dân Khmer, tôi đau lòng khi thấy Việt Nam xây dựng mạng lưới điện trái phép từ đất liền ra biển Koncha. Hòn đảo này chỉ cách Campuchia 15 km và cách Việt Nam 45 km. Trên lý thuyết là của Campuchia, nhưng Việt Nam chiếm đảo trái phép bao nhiêu năm? Bình luận nực cười này đã nhận được rất nhiều phản hồi. Chúng ta cùng nhau xem cộng đồng Đông Nam Á đã nói gì trước ý kiến của anh bạn này nhé. Vậy sao không đưa Thái với Lào về? Theo bản đồ của bạn thì một phần của Trung Quốc hiện đại cũng thuộc về Việt Nam, nhưng chúng tôi không đòi đất, đó là vì chúng tôi tôn trọng lịch sử. Tôn trọng lịch sử rồi sau đó thì sao? Bây giờ đảo là lãnh thổ của Việt Nam và bạn không thể làm gì được, và bạn yêu cầu người khác tôn trọng, tại sao bạn không tôn trọng sự thật hiện tại? Ngày xưa Việt Nam chỉ là một tỉnh của Trung Quốc, Việt Nam có lịch sử liên tục xâm lược Campuchia. Ngày xưa Việt Nam cướp đất Champa, Khmer Krom và Lào, bây giờ lại muốn thành lập Liên đoàn Đông Dương. Chúng ta sẽ không bao giờ để giấc mơ của Hồ Chí Minh thành hiện thực, sự thật đấy. Quá khứ nói cái gì mà Việt Nam chỉ là một tỉnh của Trung Quốc? Hãy xem bản đồ của bạn đi, Đại La, Hà Nội. Người ta thì phát triển rồi, còn Khmer bận bảo vệ quyền lực. Chỉ sợ Việt Nam sang nước mình không đối xử tốt với các anh chị em ở Campuchia. Khi Việt Nam sang Campuchia làm gì đó, chỉ có người Campuchia được quyền cai trị. Họ sợ không dám mở cửa với Việt Nam, nhưng tôi chúc người Khmer thành công. Ngưỡng mộ và học hỏi từ họ, phải chấp nhận sự thật rằng họ mạnh mẽ hơn chúng ta. Tỉnh lại đi anh bạn, không có luật nào gần hơn có nghĩa là bạn sở hữu nó. Trên thế giới này có rất nhiều vùng lãnh thổ thuộc về một quốc gia ở rất xa chúng mà không thuộc về vùng gần hơn. Chiếm đóng bất hợp pháp là chuyện bình thường thời cổ đại. Kể cả thời Angkor, tổ tiên chúng ta cướp đi rất nhiều mảnh đất của các bộ tộc khác, giờ đã thành một quốc gia. Nên xin hãy tỉnh ngộ, sống với hiện tại, đừng sống với quá khứ nữa, người anh em ạ. Nếu người Pháp không đến Đông Dương và cướp Campuchia từ Việt Nam và Siem thì hôm nay thì sẽ không có Campuchia và Việt Nam nào giáp với Thái Lan. Ngày xưa đế chế Khmer đi xâm lược cướp nước nhỏ xung quanh, chỉ tiếc con cháu yếu kém, kém cỏi nên không giữ được đất. Lãnh đạo một số nước biết sự thật, họ nói rằng Việt Nam đã tiến hành chiến tranh xâm lược lãnh thổ Campuchia để biến nó thành thuộc địa nhưng không trở thành người lãnh đạo đất nước. Khi bị xâm lược, những người được hưởng lợi từ sự xâm lược đó đã nói với thế giới trong một bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc rằng Việt Nam rất giàu có. Không biết bạn này đang nói đến vị lãnh đạo nào, nhưng Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có bài phát biểu nhân ngày lễ kỷ niệm 45 năm hành trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. 20 tháng 6 năm 1977, 20 tháng 6 năm 2022, trong bài phát biểu ông khẳng định rằng nhờ Việt Nam giúp đỡ cứu tính mạng người dân Campuchia, dù chúng ta phải chịu sự bất công trong một thời gian dài khi nhà nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia bị Liên Hợp Quốc áp đặt trừng phạt, Việt Nam cũng bị trừng phạt với cáo buộc xâm lược Campuchia. Tuy nhiên, giờ đây Việt Nam đã được nhận lại công lý cùng với Đảng Nhân dân Campuchia. Thành công của việc xét xử Khmer Đỏ đã mang lại công bằng cho lực lượng kháng chiến của Campuchia với sự hỗ trợ của quân tình nguyện Việt Nam. Năm 1671, Mạc Cửu, một người Trung Quốc đến từ triều nhà Minh ở tỉnh Quảng Đông, ông đã đưa cả gia đình, những người lính và một số học giả khoảng 400 người trên một con thuyền để rời Phúc Kiến. Sau nhiều ngày mặc định trên biển, phái đoàn Mạc Cửu đổ bộ vào một vùng đất hoang, không có cuộc đụng độ vì đây là một hòn đảo hoang. Ông đã thành lập các thị trấn trên hòn đảo và giải rác trên đất liền. Ông đã thành lập 7 sòng bạc dọc bờ biển. Vào năm 1708, Mạc Cửu liên hệ với chúa Nguyễn Phúc Chu, Đàng Trong. Năm 1714, lãnh thổ Hà Tiên, Mạc Cửu nộp đơn gia nhập Đàng Trong.
Năm 1770, nhà truyền công giáo Pierre Bignew de Behan đặt chân lên Phú Quốc và xác nhận rằng cư dân ở đây đã sử dụng tiếng Việt để giao tiếp, không phải tiếng Khmer. Hồi đó, Phú Quốc dân số 4-5.000 người, đa số là người Việt Nam, một số người Trung Quốc. Năm 1999, Campuchia và Việt Nam kết luận Phú Quốc là của Việt Nam. Hãy cẩn thận đấy, Campuchia sẽ trở nên mạnh mẽ. Năm 2050, Campuchia sẽ là một quốc gia phát triển và Trung Quốc sẽ giúp Campuchia lấy lại những vùng đất đã mất. Năm 2050, Khmer Krom và đảo Kon Cha sẽ trở lại Campuchia. Một sức mạnh thực sự sẽ không phụ thuộc vào người khác, không tự cường thì sẽ trở nên yếu đuối. Một thành phố của chúng tôi cũng đủ sức mạnh cần cả đất nước bạn rồi. Người Trung Quốc đến kinh doanh sòng bạc, họ cần lợi nhuận từ khách hàng Việt Nam cũng như các nhóm người Trung Quốc ở Đông Nam Á khác. Người Trung Quốc kinh doanh vì lợi nhuận của họ. Trung Quốc có thể bàn đứng Campuchia nếu quan hệ của Trung Quốc và Việt Nam tốt hơn. Không tự đi lên thì mãi chỉ là hàng hóa. Không còn Campuchia nữa, chỉ có Claim Cambodia. Người dân ở đất nước này chỉ thích sống trong quá khứ với thời kỳ đồ đá mà không cần sự thật ngày nay. Họ thích khẳng định nền văn hóa của Thái Lan và Việt Nam là của họ với những kiến thức giả tạo, lật mặt và tẩy não của họ bởi những chính trị gia ở đó. Hãy nhìn xem họ thực sự thảm hại như thế nào. Ủng hộ Việt Nam từ Thái Lan. Phú Quốc hiện có dân số chỉ 177.000 người. Dự án đưa điện đến Phú Quốc phải xây dựng toàn bộ trên biển rất nguy hiểm, tốn gần 100 triệu đô và mất hơn 3 năm mới hoàn thành. Bản chất của dự án phức tạp, tốn kém, nhưng chỉ phục vụ một số lượng cư dân rất ít, không có nhiều lợi ích về kinh tế. Nhưng 117 trụ điện được xây dựng trên biển, chúng là những cột mốc khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Việt Nam lên kế hoạch đầu tư thêm 200 triệu đô la để kéo điện từ Côn Đảo, một hòn đảo quan trọng khác ở phía Nam Biển Đông. Campuchia càng đòi đất trực tuyến, Việt Nam sẽ càng xây dựng nhiều dự án phục vụ nền kinh tế và an ninh quốc gia. Đối với hòn đảo này, dù Campuchia không có quyền kiểm soát, cũng nên có quyền sống, xuất cảnh mà không cần hộ chiếu. Nó nên chia 50-50 số người Khmer và Việt Nam sống trên hòn đảo này, giống như đảo Hawaii của Mỹ và Nhật Bản. Nếu bạn nghĩ Phú Quốc là của Campuchia bởi vì Pháp, vậy thì hãy trả Hong Kong cho Thái Lan đi. Hòn đảo này của Việt Nam từ Thái Lan. Quá khứ chỉ là quá khứ, hãy bước tiếp, hướng tới một ASEAN thịnh vượng và ổn định hơn, thống nhất là chìa khóa của chúng ta. Người Campuchia chúng tôi không đồng ý với việc Việt Nam xây dựng dự án này. Nó vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của Campuchia. Việt Nam ơi, mày muốn hại người dân Khmer đến bao giờ? Chào mừng các bạn Campuchia. Bạn có thể đến thăm hòn đảo Việt Nam xinh đẹp này. Có dịch vụ phục vụ dành riêng cho người Campuchia 10 đô la khi đứng trên cầu Kris ở Phú Quốc và rên rỉ Kon Cha hay tên gì cũng được. Cảm ơn các bạn, tôi muốn đồng hương của tôi kết bạn với tất cả các quốc gia, đặc biệt là hàng xóm, đừng hận thù nhau nữa. Cứ xét quá khứ chỉ mang thù hận, Việt Nam luôn muốn Việt Nam, Campuchia, Lào, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, hòa bình, thân thiện tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau phát triển cho người dân được cuộc sống hạnh phúc. Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn, quá khứ chỉ mang lại thù hận. Tôi nghĩ vì người dân của tôi không bao giờ chấp nhận sự thật của hiện tại, bởi vì họ nhìn thấy quyền năng vĩ đại của Angkor Wat trong lá cờ luôn nhắc nhở họ về quá khứ. Chúng ta cần phải tiếp tục chấp nhận sự thật, cùng học hỏi và phát triển như ASEAN, bình an và thịnh vượng. Chúng tôi mà nhìn về quá khứ thì Việt Nam cũng mất hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây do Trung Quốc xâm chiếm, nên quá khứ không thể trở lại. Chúng ta hướng tới tương lai, tình hữu nghị láng giềng thân thiện. Đúng vậy, quá khứ chính là quá khứ. Các bạn Campuchia muốn đòi đất online thì mặc họ. Chúng ta cứ bình tĩnh, dùng những lời lẽ tốt đẹp thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Và hãy yêu hòa bình nhé các bạn. Cũng không phải bạn Campuchia nào cũng toxic và thiếu hiểu biết. Hãy tỉnh táo và bình luận văn minh nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều video thú vị hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.